khả năng tổ chức bầu cử tổng thống ở các vùng Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk đã được các đại diện của Ủy ban Bầu cử Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh Liên bang và Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng như chính quyền bốn khu vực này đánh giá. Trong một tuyên bố, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho hay tất cả các bên tham gia đánh giá đều cho rằng có thể tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trên các vùng lãnh thổ mới sắp nhập này. Bốn vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk đã sắp nhập vào Nga vào mùa thu năm 2022 sau khi người dân bỏ phiếu ủng hộ áp đảo tại các cuộc trưng cầu ý dân. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, các vùng lãnh thổ mới đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Theo luật pháp Nga, việc tổ chức bầu cử bị đình chỉ ở các khu vực được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Trung ương có thể cho phép tổ chức bầu cử nếu thấy điều đó là khả thi. Các khu vực này hiện chỉ nằm dưới sự kiểm soát một phần của Nga, chỉ có lãnh thổ Lugansk là gần như do Nga kiểm soát hoàn toàn lực lượng của Ukraine vẫn đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Donetsk, cũng như Zaporizhia và Kherson. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Nga dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2014. Tổng thống Nga Putin đã công bố ý định tái tranh cử và đưa ra tuyên bố về việc này vào tuần trước khi ông tiếp đón các quân nhân ở Điện Kremlin để trao tặng huân chương anh hùng nước Nga cho họ.